Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của mê tín dị đoan. Định nghĩa về mê tín là gì? Một niềm tin hoặc quan niệm không dựa trên lý trí hoặc kiến thức về hoặc về tầm quan trọng đáng ngại của một sự việc, hoàn cảnh sự việc, tiến trình cụ thể hoặc tương tự. Một hệ thống hoặc tập hợp các niềm tin như vậy, một phong tục hoặc hành động được trên niềm tin như vậy. Mục đích của mê tín là gì? Niềm tin mê tín đã được chứng minh là giúp thúc đẩy thái độ tinh thần tích cực. Mặc dù chúng có thể dẫn đến những quyết định phi lý trí, chẳng hạn như tin tưởng vào các giá trị của may mắn và vận mệnh hơn là đưa ra quyết định đúng đắn. Ví dụ về mê tín dị đoan là gì? Mèo đen, chim. Mèo đen luôn có một đoạn rap tệ hại, đặc biệt là vào dịp Halloween, vì lòng trung thành của chúng với phù thủy. Những sinh vật đáng thương cũng nên tránh vào bất kỳ ngày nào trong năm. Và người ta thường mê tín rằng con mèo đen băng qua đường là điều xui xẻo. Là gì backpack mê tín dị đoan? Trong cách sử dụng phổ biến, backpack có nghĩa là hành động rũ bụi bẩn. Backpack cũng là một thuật ngữ tiếng Philippines để chỉ một sự mê tín nói rằng một người không bao giờ có thể đến thẳng nhà của một người sau khi dự đám tang. Hành vi mê tín dị đoan là gì? Hành vi mê tín phát sinh khi việc cung cấp chất tăng cường hoặc chất trừng phạt xảy ra gần nhau trong thời gian tiếp giáp thời gian với một hành vi độc lập. Do đó hành vi đó vô tình được củng cố hoặc bị trừng phạt, làm tăng khả năng hành vi do tái diễn. Làm thế nào mê tín bắt nguồn? Ngay cả một tai nạn nhỏ cũng có thể gây ra những lời nói khó chịu hoặc một câu cãi vã nhỏ. Bản thân họ sẽ gặp đen, vận đen trong gia đình hoặc giữa bạn bè. Vì vậy sự mê tín nảy sinh như một ngăn cản việc mở ở trong nhà. Skinner sẽ giải thích thế nào về sự mê tín? Skinner mô tả quá trình trong bài báo của mình Sự mê tín ở chim bồ câu, được in trên tạp chí Tâm lý học thực nghiệm vào năm 1948. Ông quan tâm đến cách động vật phản ứng với sự củng cố tích cực, tức là nhận được điều gì đó tốt khi bạn cư xử với một đường. Là nói xui xẻo mang hoa về nhà từ một đám tang phải không? Nhưng nhiều người coi hoa loa kèn là hoa tang lễ và do đó tin tưởng rằng chúng mang vào nhà là điểm xấu. Trong khi một số loài hoa và cây được coi là điểm xấu, phần lớn chúng thực sự được cho là sẽ mang lại tài lộc cho ngôi nhà của bạn. Niềm tin mê tín là gì? Một sự niềm mê tín là một niềm tin hoặc thực hành phát sinh từ sự thiếu hiểu biết, sợ những điều không biết, tin tưởng vào phép thuật hay cơ hội, hoặc một quan niệm sai lầm về quan hệ nhân quả, hoặc một thái độ khốn khổ vô lý của tâm hướng về siêu nhiên, thiên nhiên hoặc thiên chúa do mê tín dị đoan. Thông thường nó phát sinh từ sự thiếu hiểu biết, một sự hiểu lầm. Tầm quan trọng của mê tín là gì? Mê tín là niềm tin phi lý vào những ảnh hưởng siêu nhiên. Một nửa người Mỹ nói rằng họ mê tín. Hành vi mê tín có thể giúp chúng ta cảm thấy tự tin hơn và kiểm soát được cuộc sống của mình hơn. Những người theo tôn giáo ôn hòa có xu hướng mê tín nhất. Những ảnh hưởng của niềm tin mê tín dị đoan là gì? Mê tín trừu tượng là hiện tượng phổ biến trong xã hội loài người, đặc biệt là các nền văn hóa châu Á. Niềm tin mê tín dị đoan có thể có tác động tiêu cực đến phúc lợi xã hội của mọi người trong xã hội, vì chúng có liên quan nhiều đến các hành vi đánh bạc và chấp nhận rủi ro tài chính. Sự khác biệt giữa khoa học và mê tín là gì? Mê tín là niềm tin ích kỷ tự áp đặt,
một điều gì đó tưởng tượng nhưng không thể tưởng tượng được, hoặc niềm tin đơn thuần. Nhưng khoa học, từ nổi tiếng và phổ biến nhất của thời đại này, khoa học được cho là một cái gì đó thực tế, thậm chí làm cho cái không thực trở thành hiện thực, không thể đạt được có thể đạt được. Tin vào mê tín có tốt không? Niềm tin mê tín đã được chứng minh là giúp thúc đẩy thái độ tinh thần tích cực, mặc dù họ có thể dẫn đến những quyết định hợp lý, chẳng hạn như tin tưởng vào giá trị của tốt, may mắn và số phận, chứ không phải đưa ra quyết định âm thầm. Ý nghĩa của khoa học là gì? Một nhà kiến thức được nghiên cứu liên quan đến một nhóm các sự kiện hoặc thật được sắp xếp một cách có hệ thống và chỉ ra sự vận hành của các quy luật chung. Khoa học, toán học, kiến thức có hệ thống về thế giới vật chất hoặc vật chất thu qua quan sát và thử nghiệm. Điều gì xảy ra nếu không có khoa học? Nếu không có khoa học, có là không có tăng trưởng của con người, không có tiến bộ công nghệ, không có hệ thức kiến thức về thế giới trì trệ. Khoa học là kiến thức, và nếu không có sự đầu tư vào khoa học thì thế giới như chúng ta biết sẽ không thể thực hiện được. Nếu không có khoa học, thế giới sẽ dừng lại. Nước nào mê tín nhất? Người dân Serbia chia sẻ những điều mê tín phổ biến với các nước châu Âu khác xung quanh nó, đặc biệt là xung quanh khu vực Balkan. Tuy nhiên, Serbia cũng có những mê tín dị đoan quốc gia đã được tạo ra, được tin tưởng trong suốt lịch sử văn hóa của mình. Những tín ngưỡng này đa dạng hơn nhiều so với các quốc gia khác trong vùng Balkan. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.